Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần 4 tập 24 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo thì phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 25, hẹn ước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 4. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này thì mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Tại một ngã tư đường, một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, hơn nữa quanh năm được bao phủ bởi nhàn nhạt sương khói hương diễm. Nơi tòa nhà vẫn đứng sừng sững, cánh đồng cao lớn, luyện dược sư công hội làm chữ to rồng bay phượng múa, lóe ra quang mang nhàn nhạt khiến cho người qua đường nhịn không được ánh mắt kinh sợ. Là Gia Ma đế quốc luyện dược sư tổng, cho dù đế quốc hoàng thất đế vương đó, khi mà đến đó cũng có điểm khiêm nhường. Dù sao tòa kiến trúc cũng là của luyện dược sư, bọn họ có khả năng tạo thành sức mạnh đủ để làm cho cả đế quốc bị chấn động. Bọn họ là chức nghiệp cao quý trên toàn đại lục đấu khí. Tại đó, ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó nhìn thấy đều là đang chạy bộ vội vã. Y phục luyện dược sư trên cơ thể cũng không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị công khai đẳng cấp của bọn họ. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào khí thế hão hùng của luyện dược sư tổng bộ, nhìn không được than thở lắc đầu. Loại khí thế này không thẹn là vị trí đứng đầu luyện dược sư của Gia Mã đế quốc. Người định tham gia luyện dược sư đại hội đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn vào luyện dược sư công hội ở ngay trước mặt, nghiêng đầu rồi hỏi: "Ta vào xem đã, nếu có khả năng giành được phần thưởng có lẽ ta sẽ tham gia, nếu không được..." Nói đến lời này, Tiêu Viêm buông lỏng, hiển nhiên nếu là không được hắn tự nhiên sẽ là không muốn nghĩ chuyện phiền toái này. "Tùy ngươi, loại đại hội này đối với các luyện dược sư mà nói cũng là thịnh hội không thể thiếu, rất nhiều luyện dược sư của các quốc gia khác cũng chạy tới." Hải Ba Đông gật gật đầu, toàn thức vỗ bả vai của Tiêu Viêm rồi nói: "Nếu như vậy, ngươi chính mình đi đến đó đi, ta muốn đi làm chút chuyện, gặp lại bằng hữu xưa." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hải Ba Đông cười nói: "Phải đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao?" Hải Ba Đông cười cười không có trả lời, quay về Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó xoay người đi về bên trái ngã tư đường chậm bước đi. Nhìn vào bóng lưng xà lua trong dòng người, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm rồi nói: "Xem ra hắn cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không ít." Thoáng suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem vấn đề này bỏ ra ngoài lão. Mặc kệ Hải Ba Đông có hay không cùng quan hệ với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có giao hảo, điều này cùng hắn đều không nhiều lắm quan hệ. Lần nữa liếc mắt đỉnh đầu nhìn vào tấm biển đấu khí thế, nhấc chân quay về phía luyện dược sư công hội đi vào. Bề ngoài Tiêu Viêm khuôn mặt vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh lùng, thân mặc một bộ nhị phẩm luyện dược sư trường bào, bộ dáng bình phàm, thật không khiến người khác chú ý. Bước vào đại môn luyện dược sư, một cỗ mùi hương lồng đậm phả vào mặt, khiến người nhịn không được hít một hơi tâm lý thoải mái, đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm đông nam tây ba khu vực. Tại mặt đông là đại sảnh, gồm nhiều bục đá dùng không ít nham thạch để chế tạo thành. Tại phía bục đá, một ít luyện dược sư thân mang trường bào, mà phía trên bục đặt không ít loại dược tài khác nhau cùng với bình ngọc, quyền trùng và nhiều người khác cũng xuất hiện. Theo hình dạng này, nơi này giống như là khu vực được giao dịch. Phía nam đại sảnh còn có không ít lò đan đang thiêu đốt rực rực. Một ít luyện dược sư đang ở phía sau đan lò, sắc mặt nghiêm túc khống chế hỏa hậu. Tại xung quanh bọn họ, cùng nhiều luyện dược sư cấp bậc đang chỉ trỏ, thấp giọng trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Phía tây đại sảnh thật khác xa với hai nơi còn lại, không thể nghi ngờ là im lặng hơn rất là nhiều. Tại hành lang còn có hộ vệ đứng nghiêm trang, giống như chỉ có loại cấp bậc đích luyện dược sư mới có tư cách tiến vào trong đó. Một ít cấp thấp luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó đều hướng ánh mắt kinh sợ vào nơi đó. Đứng ở lối vào, Tiêu Viêm nhìn vào đại sảnh hết sức là lão nhiệt, nhìn không được ngây người. Sau lửa ngày sau mới từ từ phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc lắc đầu. Chậm rãi bước vào đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh, thoáng chần chừ một chút, đó là nhấc chân quay về khu vực giao dịch bước đi. Nhớ lúc trước tại Ô Thản Thành, trong lúc vô tình có được hấp trưởng đấu kỹ, hắn đúng với việc lấy được bảo tàng trong đống đồ vật phế liệu cảm thấy già hưng phấn. Ở khu vực phía đông, Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ ở các địa phương, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mấy cái dược tài cùng nhiều vật phẩm mà hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù nơi này tên là khu vực giao dịch bảo vật, nhưng mà nơi này cũng có người bán, nhưng không giống với số tài buôn thường cao rộng hét to. Đang nhàn nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía những người đang ở bục đá. Nếu là nghĩ thấy đối phương có điểm tiền tài, một luyện dược sư buôn bán mới đứng dậy cùng muốn nói chuyện với nhau. Bất quá càng nhiều hơn, những người ngồi yên trên ghế rất ít để ý tới những người đi xem. Loại bộ sáng nhàn nhã không giống là thương nhân buôn bán bình thường. Đương nhiên bọn họ không phải, cũng không phải là thương nhân thèm thuồng kim tệ tài vật, mà là lấy dịch vật. Muốn từ trong tay bọn họ tìm được dược tài hoặc là đan dược theo yêu cầu, vậy ngươi liền phải có chân dị kỳ dị bảo vật mà bọn họ muốn. Một đường chậm rãi đi tới, câu lại dược tài của một đan dược mới lạ khiến cho Tiêu Viêm được mở rộng tầm mắt.
Tại nơi bán dược tài, hắn thậm chí thấy được tài liệu chế luyện chế phục linh tử đan. Lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn tiến lên đến hỏi nghi vấn ở chỗ lão nhân già, nhẹ nhẹ liếc mắt, đặt vào mắt là bốn phẩm đan dược. Vì vậy Tiêu Viêm chỉ phảng phất bất đắc dĩ lùi lại. Tuy nói loại dược tài xác thực là ngạc nhiên, bất quá muốn Tiêu Viêm xuất ra bốn phần đan dược trao đổi, rõ ràng là sự tình không có khả năng. Dù sao mấy cái dược tài này hắn cũng không quá mức tham lam. Sau khi trở về, nói cho Hải và Đông để cho hắn chính mình nghĩ biện pháp. Chậm hành tàu tại khu vực bán đồ, Tiêu Viêm nhìn sang hai bên, thu hoạch được không nhỏ. Mà tại khu giao dịch bảo vật chỗ náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là một vị lão già sắc mặt nhợt nhạt lấy ra một loại phấn hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm được đựng trong bình ngọc trong suốt lộng lẫy, hơi hơi bốc lên, lộ ra chút ít hơi thở hồng phấn. Loại vật liệu này tên là đào hoa hỏa, chỉ sinh tồn rất là thừa thớt trong cơ thể của ngũ giai mộc hệ ma thú, có thể so sánh với tử hỏa đan của tử linh dược sư vương. Cấp bậc có lẽ không sai biệt cho lắm, có điều cũng muốn dịu dàng rất là nhiều, thuần phục cũng là dễ dàng hơn rất là nhiều. Đương nhiên nhiệt độ hỏa diễm cùng với lực phá hủy cũng phải kém cỏi tử hỏa một bậc. Nhưng mà cho dù là như thế này, hoa đào hỏa loại hỏa diễm này cũng làm cho một số luyện dược sư đỏ mắt không thôi. Một số người đều là tiến lên hỏi mua, bất quá vị kia lão nhân tự hồ là muốn ra giá rất là cao, cho nên đến bây giờ không thể có người nào thuận lợi đem bình hoa đào hỏa này lấy tới tay. Đứng ở ngoài đám người, Tiêu Viêm vuốt cằm nhìn qua đào hoa hỏa phía trên thạch dài, cau mày trầm ngâm một chút, hay là lựa chọn buông tha cho thứ này. Hiện trên mặt đất loại hỏa diễm này đối với người có được dị hỏa cùng với tử hỏa Tiêu Viêm mà nói đã không có cái gì tác dụng lớn, cho nên hắn quyết định không đáng tốn hao số lớn tài bảo để đem tới tay. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Viêm cũng là bỏ ý niệm trong đầu, đứng ở bên ngoài xem láo nhiệt. Sau khi có nhiều người giao dịch thất bại, rất nhiều người cũng minh bạch lựa chọn buông tha, bất quá nhưng chưa lập tức rời đi. Bọn họ như cũ là đứng ở tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn đóa hồng sắc hỏa diễm xinh đẹp. Nhìn vào vẻ mặt tức cười của những người này, Tiêu Viêm không thể ngăn cơn tức cười, lắc lắc đầu. Vừa muốn xoay người rời đi, một đạo bóng người xinh đẹp màu bạc bỗng nhiên theo trong đám người đi ra. Tại ánh mắt mọi người rất nhanh đi đến thạch đài, ánh mắt tỏa ra ánh sáng gương mắt nhìn phấn hồng sắc hỏa diễm. Là làng sao? Nhìn nữ nhân mặc đồ màu bạc kia, Tiêu Viêm ngẩn người thấp giọng rồi nói. Làng cũng là tới tham gia luyện dược sư đại hội hay sao? Nhìn vào trong đám người đi ra là Ngân Bảo Lữ Nhân. Rõ ràng là lúc trước Tiêu Viêm tại Hắc Nham Thản Thành sở kiếm là vị tên là Lữ Tử Tuyết Mỹ, cũng là đệ tử thân truyền của Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội hội trưởng Phấn Khắc Lan. Ngày thường Lữ Nhân lạnh như băng, giống như là rất là thích đóa phấn hồng hỏa sắc diễm, trong tay cầm bình ngọc trong suốt, bộ dạng yêu thích không khỏi buông tay, khiến cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Lữ nhân ngốc này hiện tại liền lộ ra bộ dáng này, chẳng lẽ không phải mình bãi để cho người khác mở miệng kiếm lời sao? Quả nhiên nhìn vào bộ dáng của Tuyết Mi, vì lão nhân khuôn mặt xuất hiện một chút ý cười, thanh âm vẫn là bình thản. Tiểu thư, ngươi là muốn đổ lấy đóa hoa đào hỏa diễm này sao? Đúng vậy, ngươi muốn cái gì đây? Tuyết Mi gật gật đầu thuận miệng rồi nói. Lão già cười tủm tỉm rồi nói, một quyển phương thức thuốc linh hồn dấu vết bốn phẩm đan dược. Sao? Nghe được lời lão nhân này, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, trong lòng lắc đầu. Bốn phẩm đan dược đó so với hỏa đào hoa đảo này còn trân quý hơn. Đừng nói hắn lại yêu cầu phương thuốc linh hồn dấu vết, phải biết rằng mỗi một loại đan dược phương thuốc đều là sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Mỗi lần đọc một lần, khi đó linh hồn dấu vết sẽ trở nên mơ hồ. Mà một quyển phương thuốc đơn giản chỉ cần bị đọc trên 5 lần sẽ dần trở nên mơ hồ. Tại thời điểm tái đọc phải bằng vào năng lực chính mình để suy ra một ít dấu vết. Như vậy không thể nghi ngờ lãng phí thời gian cùng với tinh lực. Mà chế tạo phương thuốc quyển trục yêu cầu 4 phẩm luyện dược sư thực lực, hơn nữa thất bại xác suất là cực cao, cho nên đan dược phương thuốc nếu không phải là cầm bút liền có khả năng tùy ý ghi lại, trong đó một ít về nhiệt độ hỏa hậu lồng độ tinh chế tái luyện, miêu tả các loại tài liệu dung hợp lẫn nhau và vân vân, mấy cái này cơ hồ là giống như là công thức hóa học thông thường, cực kỳ là phức tạp, phía trên trang giấy ghi lại cực kỳ phức tạp, đủ để bất luận kẻ nào váng đầu hoa mắt. Bởi vậy mấy cái phương thuốc này đều là sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Chỉ cần ai tìm được phương thuốc, chỉ cần sử dụng linh hồn lực lượng miêu tả một lần, có thể đem phương thuốc yêu cầu hết thảy mọi thứ khắc sâu trong óc, giống như là lạc ấn thông thường. Nghe được yêu cầu lão nhân, Tuyết Mị hài má rõ ràng là biến đổi. Hiển nhiên yêu cầu đối phương khiến cho nàng có chút khó xử. Bất quá nàng giống như là đối với loại chuyện này thực sự là không am hiểu. Hơn nữa đối với phấn hồng hỏa diễm quá mức yêu thích, cho nên lại trầm ngâm một hồi. Dĩ nhiên là lại khiến cho Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc gật đầu. Đứa nữ nhân ngu ngốc này, bốn phẩm phương thuốc cũng có thể bỏ ra được. Ây, Phật Khắc Lan lần này có lẽ là đau lòng muốn chết, cười khổ lắc đầu. Tiêu Viêm đối với nữ nhân ra tay hoang phí thật sự là có chút táp lưỡi. Nhìn thấy Tuyết Mị như thế dễ dàng gật đầu, lão nhân cũng sửng sốt. Bàn tin bán nghi rồi nói, người đáp ứng. Tuyết Mị không thích nói nhiều, thuận tay theo lạp dưới xuất ra một quyển trục.
hướng tới lão nhân, tiếp theo cầm bình ngọc trong suốt, nghiễm nhiên là đã đưa thứ này trở vào thành của nàng. Luống cuống tay chân tiếp nhận quyển trục, lão nhân rất nhanh dò xét một chút, tiếp theo sử dụng linh hồn lực lượng bước đầu dò xét một chút, khuôn mặt già lùa nhất thời xuất hiện một nụ cười. Nhìn vẻ mặt hai người, Tiêu Viêm thở dài lắc lắc đầu, liếc liếc mắt nhìn Tuyết Mị ôm hoa đào hỏa yêu thích không buông tay, bĩu môi, cũng không có cả ý tứ chào hỏi, xoay người quay về khu vực bảo vật bước ra. Sắp ly khai khu vực bảo vật, Tiêu Viêm giống như là đi bộ tiến tới gần một chút, nghiêng đầu nhìn góc bãi đá chứa một đống đồ phế phẩm, hơi hơi nhíu mày, chần chờ một chút chậm rãi đi lên. Tay phía sau bãi đá là một khuôn mặt làm tử có chút gầy, bởi vì phía trên mặt bàn đặt địa dược tài cũng không tính là quá mức quý giá, bởi vậy thực ít người có đi tới xem, cho nên phía trên khuôn mặt thoáng có chút khổ ý. Mà nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt liếc qua phía trên ngực của hai phẩm luyện dược sư huy chương. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo, quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 26 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào.